Một con chăn dài cả trăm thước bất ngờ vồ vào mọi người, con ngựa trắng sợ hãi chạy điên cuồng cho đến khi chạm tới một vách đá không đáy. Hai người vội vàng quay lại, chỉ thấy con chăn khổng lồ đang ngọ nguậy từ từ tiến lại gần họ. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là con chăn không hề có ác ý, ngược lại, để giúp họ vượt qua vách đá thành công. Nó thực chất đã dùng chính cơ thể mình làm cầu nối, tất cả những điều này là để cho cả hai hoàn thành sứ mệnh của mình và để thế giới đen tối xuất hiện trở lại. Hóa ra cách đây không lâu, hai bóng đen khổng lồ đầu tiên đã đánh cắp mặt trời và mặt trăng. Kết quả là trái đất rơi vào bóng tối và im lặng chết chóc, những cây cối vốn tươi tốt dần dần khô héo và trái cây thối rữa trên mặt đất. Gia súc bệnh nặng chết, người dân không dám đi đánh cá nữa. Tất cả cây trồng trên cánh đồng đều khô héo. Nếu không tìm được cái kết mà mặt trời, mặt trăng để lại cho mọi sinh vật thì chỉ có cái chết. Để thay đổi tình trạng khốn khổ này, người dân bộ lạc Cao Sơn Dũng Cảm Đại Kiến và Thủy Xã quyết định tìm kiếm mặt trời và mặt trăng bị mất tích. Nhưng họ không biết hai con vật khổng lồ này đã đi đâu. Để tìm ra chân tướng sự việc, dọc đường họ đã hỏi các loài chim, rơi và cáo đỏ, nhưng câu trả lời họ nhận được không có ngoại lệ đều là họ không biết. Ngay khi cả hai đang bối rối, một con mãng xà khổng lồ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trong tay họ. Sắp chết vì đã lâu không nhìn thấy mặt trời, Oma nói với anh rằng mục đích chuyến đi của anh là đi tìm mặt trời. Và mặt trời, mặt trăng, chẳng bao lâu nữa ánh nắng chói chang và ánh trăng sẽ lại xuất hiện. Con chăn khổng lồ tin vào lời nói của anh và dùng cơ thể của mình để giúp họ vượt qua vách đá không đáy. Khi họ đến sâu trong núi, một con chim nhỏ đậu trên tay thuyền trưởng hải quân, báo cho ông biết rằng ông đã tìm ra tung tích của mặt trời và mặt trăng. Cả hai nghe vậy vội vàng làm theo, chỉ thấy con chim đậu trên lưng một con rùa già to lớn. Qua miệng nó họ biết được rằng con rùa già to lớn sống rất lâu này biết rất nhiều bí mật mà người khác biết. Không biết nên hai người vội vàng hỏi thăm thì được biết chính là hai con ác long sống dưới đáy hắc thủy trì đã làm chuyện xấu, khiến mưa gió cuốn đi mặt trời và mặt trăng, còn coi bọn họ như báu vật để chơi trong nước. Trải qua hàng ngàn năm tu luyện, chỉ cần nằm yên trong nước, bọn họ có thể nghe được động tĩnh bốn phía, đương nhiên không thể giấu được cuộc trò chuyện của mọi người. Khi biết được có hai con người yếu đuối đang muốn cướp kho báu của mình, hai con quỷ long lập tức tạo sóng và cuốn hai người cùng con ngựa trắng thành một cơn sóng lớn. Trong lúc giằng co, O Kiến may mắn sống sót nhưng con chăn lại bị sóng lớn cuốn trôi, rồi ngược dòng đổ xuống vực nước đen không đáy. Nhìn những con người nhỏ bé trước mặt, nữ long đổ lỗi cho cung long không bắt được hết, nhưng cung long nghĩ rằng việc chúng bắt được con này và con kia chỉ là vấn đề thời gian, rồi chúng phun ra mặt trời từ miệng họ và bắt đầu luân phiên đùa giỡn với mặt trăng. Va chạm với mặt trăng, phóng ra ánh sáng chói lóa. Trong thế giới đen tối này, nó đặc biệt bắt mắt. Để cứu Thủy Xã, Đại Kiến tức giận rút dao găm ra và muốn chiến đấu với con rồng độc ác, nhưng điều này chẳng khác nào tìm đến cái chết, dù già khuyên anh đừng bốc đồng rồi chủ động xuống nước để cứu con Thủy Xã, điều tra tình hình. Lúc này, Thủy Xã từ lời nói của Quỷ Long biết được áo giáp của họ bất khả xâm phạm với nước và lửa, nhưng họ chỉ sợ hai báu vật là chiếc rìu vàng và chiếc kéo vàng được chôn ở núi Ali. Đang ngủ, Thủy Xã biết được nhân dịp này, con rùa già ẩn mình trong bóng tối đã lặng lẽ giải cứu Thủy Xã và thông báo cho Đại Kiến tin tức quan trọng này. Cả hai lập tức lên đường đến Ali Sơn để tìm chiếc rìu vàng và chiếc kéo vàng, rùa già cũng gọi các loài động vật đến giúp đỡ. Cáo đỏ có thể ngửi thấy chuột nhỏ, tê tê có thể dùng mũi đào hố kim cương, rơi có thể dùng sóng siêu âm để phát hiện động vật lớn. Một lúc sau, con khỉ nhỏ tinh mắt vô tình phát hiện ra ánh sáng vàng lấp lánh trên ngọn núi cao, rõ ràng là dấu vết của một bảo vật. Mọi người tụ tập lại xung quanh, họ nhìn thấy ánh sáng vàng biến thành một con nai thiêng. Loài này chưa từng xuất hiện trong rừng, mọi người đều đồng ý rằng đây là một báu vật mô tả theo bước chân của con nai thiêng. Chắc chắn rồi, họ tìm thấy một chiếc rìu vàng và một chiếc kéo vàng trong một hang động. Để lấy lại mặt trời và mặt trăng càng sớm càng tốt, Đại Kiến tạm biệt Thủy Xã, bầy thú hướng về ao nước đen, một tiếng hét lớn. Con quỷ long nhanh chóng nổi lên khỏi mặt nước, nhìn chằm chằm vào một đôi mắt to hơn cả một chiếc vào nhà, gây sóng lớn. Cuốn thuyền đi, trước sự khiêu khích của hai người, anh cười lớn, cho rằng họ chỉ là kiến và cây khô, đánh giá quá cao khả năng của mình. Tuy nhiên, khi Đại Kiến giơ chiếc rìu vàng lên, con quỷ long lập tức hoảng sợ, nhìn thấy chiếc rìu vàng tự động bay ra khỏi tay Đại Kiến và đập thẳng vào đầu rồng đực. Đột nhiên những con sóng lớn dâng lên trời, chỉ trong chốc lát, cơ thể của rồng đực bị vỡ thành hai mảnh. Sau đó, Đại Kiến ném chiếc kéo vàng, nó biến thành một mảnh sao băng và đâm vào lông mày của con rồng cái. Sau đó, chiếc rìu vàng lại giáng xuống, những con rồng quỷ bị thương nặng chỉ có thể trốn xuống nước. Tuy nhiên, chiếc rìu vàng và chiếc kéo vàng cũng theo sát phía sau, một lúc sau, trên mặt nước hình thành những xoáy nước, hai con yêu long bị cuốn đi và bay ra ngoài, buộc phải phun ra mặt trời và mặt trăng. Sau đó, chiếc rìu vàng và chiếc kéo vàng lóe lên, lập tức cắt chúng thành từng mảnh. Lúc này, yêu long cuối cùng đã bị tiêu diệt, mặt trời mặt trăng lại xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng vào lúc này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, bị thương Nhật Nguyệt rơi xuống nước, không thể trở về trời được nữa. Để mang lại ánh sáng cho thế giới, Đại Kiến và Thủy Xã kiên quyết ăn đôi mắt của rồng quỷ và biến thành một cặp người khổng lồ, họ nâng đỡ mặt trời và mặt trăng và chiếu sáng trái đất. Thế giới một lần nữa lấy lại sự thịnh vượng. Theo thời gian, hai người khổng lồ cũng trở thành hai ngọn núi, một ngọn gọi là Đại Kiến Sơn, một nơi tên là núi Thủy Xã, và hồ nước đen đục vốn có đã trở nên trong vắt và đẹp đẽ. Và đây cũng là ngày Đài Loan, hòn đảo kho báu nguồn gốc của hồ mặt trăng.